từ giấc đã thấy mệt người. Tràng miệng qua loa mình tôi lại chụp số vừa. Mong rằng làm thăng lên thờ chính sẽ bớt nhọc hơn hôm nay bao nhiêu khó khăn. Thật kìa, bê nhanh nên không tao đập giờ. Các thợ bên trên còn đang dầm mưa dãi lắng. Vâng anh ơi em đang trốn vừa. Mày trốn gì mà lại trộn một hồi lâu thế? Tao cho bay lên đây để làm. Tháng 1 triệu 2 cơm lưới không bớt một đồng. Nếu không làm được thì mày bảo dừng ngay. Hôm nay tao cho bay cút đi và đi về quê biết không? Vâng anh ơi em biết lỗi rồi. Bây giờ em sẽ mang lên bên trên tầng thượng. Dẫu có vất vả cũng chẳng sao đâu anh. Nhanh lên ông còn nói nữa. Vâng anh ơi em bê thật đấy. Được phải hát chứ này. Ô thằng kia, làm đi, vào đây làm đi. Lượn lượn lờ lờ, mày đi làm hay là mày đi múa đấy? Tao không hiểu ông chủ thuê mày về đây làm gì nữa. Làm việc nó phải linh hoạt lên, năng động cái tay chân lên. Thì tao có hoa tai giống mày, mày có ải à? Không có hình xăm đẹp giống như mày à? Hay là hình như tao thấy ông chủ chiều mày quá nên mày hư đúng không? Người anh em ở đâu? Mày ở đâu? Tao nói cho hai bạn biết này. Tao đến đây làm là vì bố mẹ tao, vì gia đình tao, vì vợ con tao, chứ không phải vì hai chúng bạn. Có thằng này không vướng? Thích thì nghỉ. Con nợ này thì nó đi thật à? Của ai đấy nhỉ? Cái vẫn mới này mà đã đáp đi rồi. Phí đấy nhỉ? Người anh em. Anh ta là thần cốc. Sao lại thần cốc? Thần cốc là thần cốc, nhưng thần cốc là cái gì? Thôi mẹ mồm. Ông diễn văn nghệ gì? Đây. Đi thẳng rẽ trái, gặp biển cầm đáy rẽ phải. Nhá. Vào đấy mà diễn. Cốc chẳng có gì. Thì ông là thần kinh hay thần cốc? Ta là thần kinh là anh ta, còn ta là thần cốc. Thần cốc mà người cầm trên tay ấy, phải bảo vật là ai cũng có được đâu. Ấy, chỉ cần người sở hữu cái cốc này ấy, xoa ba cái là ta sẽ biến ra thực hiện mọi điều ước. Ấy, còn bây giờ ấy, người là chủ nhân của ta. À, hóa ra ông là giống cái ông thần đèn gì trong Aladdin chứ gì. Thế được rồi, ông có lòng thì tôi có dạ nhé. Nghe đây này. Dạ vâng ạ. Cho ta 20 tỷ. Mày bị điên à? Ngài bị hâm à? 20.000 có như 20 tỷ giờ cướp ngân hàng. Tưởng thế nào? Hóa ra thần giảm. Ôi, thôi được rồi, ta sẽ đáp ứng mọi nguyện vọng của ngươi. Nhớ nhá. Lại là ta đây. Thế bây giờ con ước gì? Thôi được rồi, tao bảo bạn này. Bây giờ tao muốn bạn mang cho tao một cái ô tô đắt nhất Dubai mang về đây cho ta. Hay là 20 tỷ đi. Bây giờ COVID không đi được đâu. À thế bây như nào? Cống nhá, ném cống nhá. Ngài, dễ hơn tí à? Thôi được rồi, tao lễ tình bạn béo như con lợn nhà tao. Thôi tao tha cho lời mày nhá. À, tao muốn bạn ước cho tao một bản sao giống hệt như tao, để cho nó làm mọi việc nhà thay cho tao, được không? Dạ. Chủ nhân, nghe phát biết luôn nhạc này nhạc gì luôn. Đúng.
Ơ nhìn giống phết nhỉ. Chào anh. Chào anh. Ơ sao sao nhìn thằng này bánh mà tao bẩn thế nhỉ. Thôi được rồi, xong việc với ông rồi. Bây giờ tàu lượn đi cho nó mát. Qua loa cùng dòng tao thần. Thôi thì giờ đây phải nghe lời tao. Hiểu chưa? Dạ vâng ạ. Vâng thưa anh em đây đã rõ. Có việc gì anh ơi xin anh cứ sai. Nghe đây này. Đi ra kia mau mau quét nhà. Dặn đồ dừa bát xong anh mà còn cơm nướng. Nắm việc thế nhỉ. Hôm nay tao đi chơi một tí. Mày phải phụ việc làm ở ngoài này đi nha. Công việc trông chất như sao vẫn thấy đang đồng. Cứ hay chăm làm vậy thì chỉ một năm em sẽ nhanh lên thợ chính, sẽ không phải vất vả nữa đâu. Anh ơi năm nay thăng chức rồi, tháng gần 100 triệu ok phát tài rồi. Cứ như thế này mình sẽ mua ế tô. Xung quanh bao nhiêu mỹ nữ, xong ta đây trở thành đại gia. Chết lẹ. Mày... tuổi gì ăn tao. Ăn tuổi cướp nhở. Cái gì đấy? Nghe em nói cái nào? Làm sao? Đấy thì em hôm nay nói luôn này. Em theo anh lâu đúng không? À. Đấy thì ô tô anh cũng mua được rồi. Sắp tới cũng chuẩn bị xây nhà. Đấy thì thôi anh cho em về với ông bố đi. Em nhớ ông bố lắm rồi. À, hóa ra là bây giờ mày định phản tao đúng không? Mày thấy ở với tao là mày sướng quá, mày không chịu được nên bây giờ mày định về với cả ông Bụt đúng không? Toàn thấy khổ có thấy sướng đâu. Đâu rồi? Mày chờ tao tí. Ngồi im đấy. Khổ quá, đây rồi. Đừng sóc nữa. Chóng hết cả mặt. Làm sao? Đấy ông xem đi. Cái thằng bản sao của tôi mà bây giờ nó định bỏ rơi tôi, nó định về với ông ấy. Ông xem nào, ông tin đi. Ôi con ơi. Giờ đã làm thân phận đầy tớ của người ta rồi. Đấy, nó có lùi cho ăn trắng mặc trơn rồi. Đầu tóc, cắt tóc, cắt tai, cũng phút phút như ca sĩ Hàn Quốc rồi. Con còn phản cái gì? Được rồi. Bây ông nghe lại đi. Dạ. Bây giờ ông hãy biến cho nó thông minh hơn, chăm nắm hơn và giỏi hơn gấp 10 lần cho tôi. Biên. Hình bóng ai đó nhẹ nhàng dục qua nơi đây. Quyến rũ ngây ngất loạn nhịp tim mê xa. Cuốn lấy áng mây theo cơn sóng xô dập dìu. Nụ cười ngọt ngào cho ta tan vào phút giây miên man quên hết con đường về. Tất cả. Mẹ tao và tao đến tuổi lấy vợ rồi. Mày ra tán ngay cho tao con bé vừa đi qua kia cho tao. Nhanh. Đi luôn sao? Đi di chuyển đi. Rồi, được rồi, cái này anh đi từ từ. Mày nói anh. Anh ơi. Cái gì? Em sao ấy? Anh ra nhậu đi. Tự được. Thằng này tốt nhỉ? Khá đấy. Hiểu không? Này, cầm máy. Dạ. Nó càng ngày càng quá đáng rồi Quan ạ. Ở cái xã hội này, không làm mà đòi có ăn thì có mà ăn đứa lúc lại. Thôi rồi, Bụt sẽ cho con một quyền năng là từ mai con không phải chịu sự áp chế của ai nữa. Con muốn làm gì thì con làm. Dạ vâng, con hiểu rồi ạ. Em ngồi chờ anh tí nha, anh đi vệ sinh thì anh đau bụng quá. Vâng. Nhưng em nhá. Ok, chờ anh tí nhá. Sao anh nhanh thế?
sao thế? Tao làm gì có lỗi đâu. Thì tao thích thế, có làm sao không em ê. Biết bố mày là ai không? Giang hồ mạng đúng không mày? À thằng ôn, bây giờ mày muốn sao Lào? Chạy! Một hương tinh túy đến từ Mexico và dậy đi ông ơi, sao lại ngất ở chỗ này? Khốn nạn thật thằng ôn kia, tao thề rằng sẽ cho mày. Chờ tao tỉnh giấc sẽ cho mày biết tay tao. Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, em làm sao thế baby? Hãy lỗi anh biết được không, chuyện gì thế đang diễn ra? Thôi đi chuẩn là thương xanh, lo làm mình hết cả hồn. À thằng danh, tao chờ mày đến hết hơi. Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, sao lại ra nông lỗi này? Thần đèn ơi màu hiện ra, ôi trời ơi cốc đâu rồi? Tao chờ mày hơi lâu đây, thế bây giờ thích thế nào? Ôi trời ơi, anh là ai hỡi anh yêu? Ôi trời ơi! Thôi! Bút đâu rồi? Bút nào? Bút... Thằng mặt sao tao đâu rồi? Đâu rồi? Ra xử mày, mày có tin tao cho mày mấy cái sao trên đầu không? Mấy giờ rồi? Anh đừng có khinh em. Em mua ô tô đấy. Làm một tháng của em hơn 100 triệu đấy. Anh đừng khinh em. Ê, mày biết mấy giờ rồi không? Muốn giàu không? Có. Dậy! Đi nào! Nhưng mà... Mày à, mình ngủ trên trường rồi này. Mày có nhìn chuột như vậy? Ủa, mày lại chụp cái cảnh đầu. Nhanh! Mày! Thành công ơi, thành công ơi, thành công ơi. Dậy thế nào em ạ? À? Dậy đi, quay tiếp đây. Mệt lắm rồi. Dậy đây. Con gà cái lè té lên xé lên sàn người ai? Dậy! Gà cái té lên phé lên té lên sàn người ai? Đi ơi! Quay nhanh được về. Tao nhớ nhà mấy giờ rồi? Có rồi 5 giờ xong một tiếng.